thì những kho hàng lớn sẽ mất cả 100 triệu để bồi thường cho khách hàng khi bị bọn mối tấn công. Chào các bạn có thấy không? Không có bọn em thì những kho hàng lớn sẽ mất cả 100 triệu để bồi thường cho khách hàng khi bị bọn mối tấn công. Hãy tưởng tượng mà xem, món hàng nhận trên tay lại kèm theo những vị khách không mời mà đến thì nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng đến mức độ như thế nào? Chắc chắn chẳng ai muốn điều đó xảy ra phải không? Và hơn thế nữa, nếu để lâu mà không phát hiện thì các kiện hàng sẽ có nguy cơ bị mối đục thủng và không đảm bảo được giá trị của sản phẩm trong quá trình vận chuyển. Chưa kể đến việc những món hàng quý giá này hay là những thiết bị điện tử sẽ bị hư hỏng nếu bị mối tấn công. Vì vậy, ngay từ ban đầu chúng ta cần phải nghĩ đến việc phòng chống mối để bảo vệ kho hàng. Đây, các bác nhìn xem, chúng ta đang đứng trong một kho hàng lớn chứa đồ vận chuyển. Những kho hàng, những kiện hàng này có thể chứa những sản phẩm có giá trị hàng triệu và thậm chí hàng tỷ đồng. Chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, không phát hiện ra mối là toàn bộ kho hàng trong có thể bị tổn thất nặng nề. Đây là một ví dụ điển hình cho mối xâm nhập và gây thiệt hại. Các bác thấy đây, kiện hàng đã bị đục thủng, sản phẩm ở bên trong không còn nguyên vẹn nữa. Điều này không chỉ gây tổn thất về tài chính mà còn ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp. Và để ngăn chặn những tình huống đáng tiếc này, phương pháp diệt mối bằng cách phun thuốc chuyên nghiệp là sự lựa chọn tối ưu nhất. Tại diệt mối của phòng, chúng tôi sử dụng những loại thuốc diệt mối tiên tiến nhất được pha chế với liều lượng chính xác. Việc này đảm bảo quá trình xử lý mối diễn ra trong 2 đến 3 tuần, hoàn toàn tiêu diệt tổ mối và không để lại hậu quả, ngăn chặn mối không quay lại và ngăn chặn mối bị nhờn thuốc và kháng thuốc. Không giống như những sản phẩm diệt mối tự làm tại nhà, việc sử dụng phun thuốc diệt mối chuyên nghiệp từ dịch vụ quốc phòng đảm bảo hiệu quả cao nhất. Thuốc phun của chúng tôi đã được qua kiểm định chất lượng và được pha chế với liều lượng đặc biệt phù hợp cho từng trường hợp. Chính vì thế, khách hàng đảm bảo yên tâm về hiệu quả và độ an toàn khi sử dụng. Các bạn có thể thắc mắc, sau khi phun thuốc thì mối sẽ như thế nào? Để em giải thích rõ hơn, ngay sau khi thuốc diệt mối bắt đầu thấm sâu vào các khe hở, vết nứt trong các kết cấu của kho hàng, những nơi mà mối đang làm tổ trong vòng vài ngày, các thành viên trong tổ mối sẽ tiếp xúc với thuốc và quá trình lây truyền bắt đầu. Khi một con mối bị nhiễm thuốc, nó sẽ mang theo chất độc vào về tổ và tiếp xúc với những con mối khác. Điều này tạo ra một hiệu ứng domino khiến cho cả tổ mối bị tiêu diệt dần dần. Chỉ trong vòng 2 đến 3 tuần, toàn bộ tổ mối sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn và không còn khả năng kháng cự hay là sinh sôi. Bên cạnh đó, quá trình phun thuốc còn tạo ra một lớp bảo vệ ngăn chặn cho mối không thể xâm nhập và quay trở lại. Đấy, các bác có thấy không? Nếu ngay từ đầu chúng ta chống mối từ lúc xây kho thì có phải là không mất tiền oan đúng không các bác? Diệt mối phòng luôn khuyến khích các bác, những đơn vị kho vận hãy nghĩ ngay đến việc phòng chống mối ngay từ khâu thiết kế mà xây dựng. Nếu các bác đang gặp vấn đề tương tự về mối hoặc muốn bảo vệ kho hàng của mình ngay từ bây giờ, hãy liên hệ ngay với dịch vụ quốc phòng. Chúng tôi cam kết mang đến cho các bác giải pháp hoàn toàn hiệu quả, diệt mối tận gốc an toàn, không để cho mối quay trở lại.